Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 27. Đây gọi là báo trước cho nàng biết có người sẽ đối phó nàng sao? Đào Hoa cười khan, thiếp thân thấy người trong viện này đều rất hiểu chuyện. Mai thị lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, tiến lại gần nàng, có người không dễ hòa đồng đã đến chỗ ta phàn nàn rất nhiều. Ta biết muội ấy vô cớ gây sự nên không quan tâm, nhưng muội phải cẩn thận. Cũng đã đến lúc nhìn rõ những thứ trong viện này là gì rồi. Ánh mắt khẽ động, Khương Đào Hoa ngẩng đầu nhìn nàng ta, sau đó gật đầu, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Mai chiếu tuyết mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng và vô hại. Ta thích nữ tử được sủng nhưng không kiêu và biết chừng mực như muội. Đợi vết thương lành hẳn, muội có thể thường xuyên đến chỗ ta chơi. Vâng." Đào Hoa vẻ mặt cảm kích đáp lời, đợi thiếp thân khỏi hẳn, nhất định sẽ mang lễ vật đến đa tạ phu nhân. Mai Chiếu Tuyết gật đầu, trước khi đi còn tặng cho nàng một đôi vòng tay làm bằng ngọc mỡ dê thượng hạ. "Thật giàu có." Thanh Đài liếu lưỡi, hoàng hậu nương nương của chúng ta cũng đeo loại vòng tay này. Đào Hoa cầm lấy một chiếc để ước lượng, khẽ cười. Vị phu nhân này rất biết cách làm người, giỏi thu phục lòng người, không hổ là đích nữ của nhà Phụng Thường đại nhân. Chủ tử cảm thấy nàng ta đáng tin không? Đào Hoa lắc đầu, đặt chiếc vòng tay xuống, trên đời này chỉ có một người có thể hoàn toàn tin tưởng, đó chính là bản thân mình. Thanh Đài ngây người, có chút thất vọng, đến Nô Tỳ mà chủ tử cũng không thể hoàn toàn tin tưởng sao? Ta có thể giao phó mạng sống vào tay ngươi. Đào Hoa nghiêm túc nói, "Nhưng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi." Mạng sống cũng có thể trao mà hoàn toàn tin tưởng khó đến vậy sao? Thanh Đài không hiểu lắm, nhưng xét thấy tư duy của chủ tử nhà mình luôn khác người thường nên cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa. "Phu nhân đã đến nhắc nhở rồi, vậy thì chúng ta phải cẩn thận một chút." Thanh Đài nói, "Nô tỳ đi để ý người trong viện." "Không cần để ý đâu." trực tiếp đuổi nha hoàn bẫy ngươi hôm đó đi, cứ nói là phạm thượng nên tranh xuân các không cần nữa. Thanh Đài ngạc nhiên, trực tiếp vậy sao? Phu nhân đã cho cơ hội rồi, chúng ta còn không nắm bắt. Đào Hoa mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ xảo trá, nàng ta muốn gây hấn ly gián, vậy thì chúng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, xem nha hoàn kia rốt cuộc là người của ai thật ra nàng hiểu ý của mai chiếu tuyết là có người muốn hại nàng và nàng ta đang giúp nàng ngăn chặn thậm chí còn nhắc nhở nàng trong viện có những thứ không sạch sẽ nói đến mức này rồi nếu nàng không mượn danh nghĩa phu nhân đuổi nha hoàn kia đi thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao cho dù chủ tử đứng sau muốn tính sổ thì món nợ này chắc chắn cũng sẽ tính lên đầu phu nhân nàng trốn dưới gốc đại thụ hóng mát là được rồi thanh đài gật đầu lập tức đi làm không bao lâu trong viện đã vang lên tiếng khóc. Khương nương tử, khương nương tử. Nô tỳ không làm gì cả, sao lại bị đuổi chứ? Chuyết Ngọc vừa khóc vừa la, xin nương tử hãy tha cho nô tỳ. Xin hãy tha cho nô tỳ. Đào hoa nghe một hồi, đến lúc giọng nói gần như đã ra khỏi tranh xuân các, nàng mới nói, dẫn người vào đi. Thanh Đài dùng một tay sách tiểu nha đầu đi vào, ném trước mặt nàng. Chuyết Ngọc sợ tới mức toàn thân run rẩy, khóc lóc, "Nô tỳ đã làm gì sai mà nương tử phạt nặng như vậy?" "Nhà đầu trong viện này phạm lỗi bị đuổi thì sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi tướng phủ, những viện khác cũng sẽ không nhận." Đào Hoa tựa vào đầu giường, nhìn tiểu nha hoàn khẽ cất giọng, "Nô tỳ tốt không nói chuyện của chủ tử, ngươi hiểu không?" Sắc mặt tái nhợt, Chuyết Ngọc không dám tim ngẩng đầu nhìn nàng, "Sao có thể" làm sao nàng ta biết được? Ta không biết rõ tình hình trong phủ này, ngươi là người của ai ta cũng không quan tâm. Khương Đào Hoa thở dài, trong mắt có chút thương hại nhìn nàng ta, nhưng phu nhân đã đích thân nói rằng ngươi không phải nô tỳ trung thành, có ý muốn hại ta, nên tranh xuân các này không thể chứa ngươi được nữa, đi đi. Chuyết Ngọc liên tục lắc đầu, thật sự không cam tâm, nô tỳ không có ý muốn hại chủ tử. Tuy mấy ngày nay hầu hạ không phải là cúc cung tận tụy nhưng cũng vẫn đang cố gắng hết sức. Lẽ nào nương tử không thấy nhìn ra sao? Thức lâu mới biết đêm dài, chỉ có mấy ngày cũng không chứng minh được gì. Đào Hoa nói, so với ngươi, ta tin phu nhân hơn. Nếu là người khác nói huyên thuyên thì ít nhất nàng ta vẫn còn cơ hội biện bạch, nhưng tại sao cứ phải là phu nhân? Chuyết ngọc cắn môi, hoang mang, trước đây quả thật nô tỳ từng hầu hạ ở Nguyễn Ngọc Các, nhưng không được lòng mạnh nương tử nên quay về hậu viện làm việc vặt một thời gian, sau đó mới được phân công đến đây. Mạnh thị, đào hoa nhướng mày, thì ra là vậy, ngươi là người của mạnh thị. Vâng, không phải, suýt thì sập bẫy, chuyết ngọc sợ đến mức suýt bật khóc, bây giờ nô tỳ chỉ là của người của người, không còn quan hệ chủ tớ với mạnh thị nữa. Vậy thì ta không quản nổi. Đào hoa lắc đầu, nếu ta tiếp tục giữ ngươi lại thì sẽ không nể mặt phu nhân. Ta đã quyết rồi, ngươi không cần nói thêm nữa. Thanh Đài, lôi nàng ta đi. Tuân mệnh, Thanh Đài đáp lời, Chuyết Ngọc càng hoảng sợ đưa tay ôm lấy chiếc bình hoa lớn bên cạnh, nỗ lực vùng vẫy. Kết quả là Thanh Đài đi tới, sách cả bình lẫn người lên, tiêu sái mang ra ngoài. Đào hoa ho hai tiếng, hít vào một hơi. Nghe thấy tiếng hét thảm bên ngoài, nàng hơi lo không biết bình hoa có bị vỡ không. Nhưng công phu của thanh đài rất đáng tin cậy, ném người đi rồi đặt bình hoa nguyên vẹn về chỗ cũ. Rất tốt, đào hoa gật đầu, tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Đến lúc muốn chính thức đi ngủ thì ngoài sân có một nha hoàn nhiều chuyện chạy tới chỗ thanh đài lẩm bẩm một hồi, thanh đài mới truyền đạt lại cho chủ tử nhà mình. Mạnh thị nửa đêm chạy đến tỉnh An Phu Nhân, nói là có chút không vui, lúc đi ra sắc mặt trông rất khó coi như vậy đúng là người của mạnh thị rồi đào hoa cuộn mình gật đầu việc còn lại để bọn họ giải quyết đi tội cướp ân của ta chỉ là nhỏ nhặt không bao lâu nữa họ sẽ quên thôi bởi vì nàng bị thương nên không thể thị tẩm nhưng những người khác trong viện thì có thể tiếp theo mới là chiến trường thực sự của đám đàn bà này nàng muốn đứng ngoài cuộc tuy nhiên không biết có phải mạnh thị bị kích thích hay không mà ngày hôm sau lại trực tiếp đến cửa. Điều đáng sợ hơn là còn dẫn theo thẩm tại giã. Thiếp thân có chuyện muốn bẩm báo ra. Nàng ta cắn môi nhìn đào hoa, có liên quan đến khương nương tử, nên phiền nương tử cho người hầu lui xuống. Đào hoa đang ngủ rất thoải mái, hé mắt thỉnh an thẩm tại giã rồi phất tay bảo thanh đài lui xuống. Đã xảy ra chuyện gì thế? thẩm tại giã mặt không biểu cảm ngồi một bên uống trà, mạnh thị lấy ra một bức tranh. Bức tranh này không phải ai khác mà chính là bức chân dung quái dị hiếm có của Khương Đào Hoa. Tướng phủ chúng ta xưa nay luôn trong sạch, không có bất kỳ tin đồn nào. Giọng mạnh thị yếu ớt, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ý của phu nhân là muốn giấu ra, nhưng thiếp thân cảm thấy ra nên biết. Chương 28, Hai nữ nhân đều cười giả tạo, khiến Thẩm Tại Dã nhìn mà dùng mình, chán ghét phủi áo choàng. "Nếu đã không có chuyện gì thì chúng ta đi trước thôi, để Khương nương tử nghỉ ngơi." "Vâng." Mạnh Thị gật đầu, mặt hơi đỏ lên, có lẽ là vì xấu hổ. Không dám nhìn Đào Hoa thêm lần nữa, cầm bức chân dung vội vã rời đi. Khương Đào Hoa đưa mắt tiễn họ đi ra ngoài. Thầm nghĩ chút sóng gió này, thủ đoạn cũng quá nhẹ rồi nhỉ. Chuyện mà nàng nằm cũng có thể giải quyết được, chẳng có gì to tát. Đã yên tâm rồi, nàng tiếp tục dưỡng thương nghỉ ngơi. Đánh một giấc trưa, khi tỉnh dậy đã có thêm một người ở bên giường. Ta đến thăm nương tử. Cố hoài nhu nhìn nàng với nụ cười trên mặt, khí sắc hình như đã khá hơn rất nhiều. Không uổng công gia chúng ta có dược liệu tốt nào cũng đều nhét vào tranh xuân các. Đã đến thì tất có việc, cố thị dự tính cắt đứt quan hệ với nàng. Sao đột nhiên lại đến? Đào Hoa tò mò nhìn nàng ta, xảy ra chuyện gì à? Nương tử yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu." Cố thị cười nói, chẳng qua là thường ngày đều sẽ có chút chuyện, nhưng không đến được tranh xuân các đâu. Vậy thì vẫn xảy ra chuyện mà." Đào Hoa chậm rãi ngồi dậy, cười hỏi, có náo nhiệt gì à? Nương tử không hiểu rõ tình hình trong phủ này. Cho nên hôm nay ta đặc biệt tới đây một chuyến để tránh cho nương tử gặp rắc rối không đáng có." Cố Thị nói, không biết vì sao lúc nãy Mạnh Thị và Tần Thị lại đụng độ nhau, hai người này trời sinh mâu thuẫn, một người cương, một người nhu, cứ qua một thời gian là phải cãi nhau một lần. Kịch liệt vậy sao? Đào Hoa không nói nên lời, nàng đã gặp cả Mạnh Thị và Tần Thị rồi, Tần Thị rõ ràng khó đối phó hơn một chút, người suy nghĩ thiển cận như Mạnh Thị làm sao mà sống nổi những người mới đến trong phủ này dù được ra sủng ái đến đâu thì cũng chỉ huynh hoang được nhất thời, nhưng tần thị được sủng đã lâu, cùng với cổ nương tử và vạn thị y trong phủ hình thành một phe, như nước với lửa với một phe khác do mạnh thị đứng đầu. Sự tranh đấu của những người còn lại đều rất nhẹ nhàng, lần trước mới cãi nhau, nói không chừng lần sau lại làm hòa ngay. Nhưng mà người của hai phe này thì giống như có thủ không đội trời chung, chỉ âm mưu tính kế lẫn nhau, thậm chí còn có người chết. Ấn Đường co giật, Đào Hoa đột nhiên hỏi, vậy Cố nương tử theo phe nào? Cố thị không vui nhìn nàng, không phải ai cũng đều phải có phe phái riêng, ta không dựa vào ai cả, tự sống một mình. Vậy thì thoải mái rồi. Khương Đào Hoa gật đầu, không phải chuyện của mình thì đừng quan tâm tới. Nương tử hãy tha hồ hưởng thụ khoảng thời gian dưỡng thương này đi. Cố Hoài Nhu nhìn nàng bĩu môi đợi vết thương của nương tử lành hẳn, náo nhiệt này sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Tuy người mới đắc sủng quả thật không đủ tạo thành rắc rối, nhưng người mới đắc sủng khiến ra coi trọng như Khương Thị vẫn là một mối họa từ bên trong của mấy vị chủ tử. Nếu có thể dẫm chết nàng thì bọn họ nhất định sẽ không nhẹ chân. Cố Hoài Nhu vốn cũng không định tới, thấy khí thế của Khương Nương Tử trong phủ dạo này không tốt lắm, tuy nàng từng giúp nàng ta nhưng không liên quan đến nhau mới có thể bo bo giữ mình. Nhưng hôm nay Mạnh Thị cũng không thể lấy lòng ở tranh xuân các, ra còn không chút nghi ngờ sự trung trinh của Khương Thị, nên nàng ta đành phải đến một chuyến để chừa đường lui cho mình. Con người mà, luôn phải biết tùy cơ ứng biến. Đào Hoa cũng không nói nhiều, đón nhận ý tốt này của nàng ta, sau đó bắt đầu vừa xem náo nhiệt vừa dưỡng thương có thể là nàng đã đánh giá thấp mạnh nương tử một khi đã chiến đấu thì người ta thật sự không hề yếu thẩm tại dã nghỉ ngơi ở nhuyễn ngọc các sáu ngày liên tiếp tần thị thấy vậy liền bắt đầu gây sự mà nàng ta gây sự thì mạnh nương tử liền khóc khóc một mình còn chưa đủ mà còn gọi cả mẹ để đến cùng khóc trước mặt tướng ra. khương đào hoa mừng rơn hễ nghĩ đến thẩm tại dã mỗi ngày đều phải đối mặt với sự tranh cãi của những nữ nhân này là tự dưng nàng liền thấy sảng khoái tốt nhất là cho y phiền chết. Nhưng Thẩm Tại Dã không hề khuất phục, Tần Nương Tử muốn gây sự, y ngược lại vẫn tiếp tục ở lại nhuyễn ngọc Các, như thể sẽ sống ở đó mãi mãi, thậm chí còn chuyển cả công văn bút mực đến đó. Tần Giải Ngữ vô cùng tức giận, nhưng lại không dám nói gì trước mặt tướng ra, thế là bắt đầu âm thầm nghĩ cách. Mạnh thị đang được ân sủng, khó tránh khỏi kiêu ngạo không những không coi tần giải ngữ ra gì mà dần dần còn dám không thèm thỉnh an khi gặp phu nhân. Mọi người trong phủ phàn nàn rất nhiều, nhưng thẩm tại dã cứ làm như không hay biết, ở lại Nguyễn Ngọc các những 10 ngày. 10 ngày, vết thương của đào hoa cũng đã có khởi sắc, cuối cùng cũng có thể đi lại nhẹ nhàng. Tối hôm ấy, đang vui vẻ thử tự mình thay đồ ở trong phòng thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Mỹ nhân da trắng như ngọc, nửa kín nửa hở, quay mặt lại, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, đôi mắt trong veo đầy vẻ kinh ngạc. Ngài vào phòng người ta sao không gõ cửa? Thẩm tại giã cười khẽ, đi vào khép cửa lại, nhìn nàng nói, đây là tướng phủ. Nói cách khác, đó là địa bàn của ông, ông muốn đi đâu thì đi, gõ cửa là cái gì vậy? Đào hoa bị thái độ hùng hồn của y làm cho sừng sốt, nhất thời không nói nên lời, thu dọn y phục, ngoan ngoãn đi tới rót trà cho y, sao tối nay y lại đến đây? Ở chán rồi nên đổi chỗ khác. Muốn mạnh thị ngã đau sao? Người thông minh nói chuyện với người thông minh thì không cần phải giải thích nhiều. Thẩm tại giã liếp nhìn nàng, hừ một tiếng, coi như trả lời. Đào hoa dùng mình run sợ vỗ nhẹ ngực mình, nhìn y với vẻ cảm kích, đa tạ gia đã tha cho thiếp thân, nếu không có thể thiếp thân sẽ có kết cục giống như mạnh thị sau này. Nhấp một ngụm trà, thẩm tại dã cau mày chán ghét, nếu nàng còn dám pha loại trà dở tệ như này cho ta nữa thì kết cục giống như mạnh thị cũng không xa đâu. Giờ sao? Đào hoa cầm chén trà của y qua nhấp một ngụm, trà khổ kiều, rất ngon mà, ngài không thấy vậy sao? Thẩm tại dã nhìn nàng thật sâu, chỉ có người hầu trong phủ mới uống loại trà này nhưng mà ngon là ngon, đâu cần biết là ai uống. Uống ực một phát hết chén trà ấm, đào hoa bĩu môi, nếu ngài không hài lòng, lần sau đến hãy báo trước một tiếng để thiếp thân chuẩn bị sẵn long tỉnh. Ưm, ừ, bỏ chén trà trên tay xuống, thẩm tại giã đứng dậy, giang rộng hai tay nhìn nàng. Đào hoa ngây người, nhìn y từ trên xuống dưới, do dự hồi lâu, bước tới vươn tay ôm lấy y. Thẩm tại giã, Ý ta là muốn nàng thay y phục, kéo nàng xuống khỏi người mình, y nghiêm mặt nói, chút quy tắc này mà cũng không biết. Mặt Đào Hoa đỏ bừng, nhanh chóng đưa tay cởi cúc áo cho y. Nhưng, rõ ràng nàng vẫn là một bệnh nhân mà. Lúc giơ tay lên kéo căng vết thương ở eo rất đau, lúc nãy tự thay cho mình đã khó lắm rồi, giờ còn phải hầu hạ vị đại gia này thay y phục nữa. Đào Hoa đảo mắt, đột nhiên thốt lên ai cài cúc mà chặt quá vậy? Thẩm Tại Dã khựng lại, nghi hoặc đưa tay cởi chiếc khóa cài trên cổ, chặt chỗ nào? Cái này, Đào Hoa chỉ vào chiếc cúc áo trên thắt lưng y, Thẩm Tại Dã đưa tay tự cởi, cao mày nhìn nàng, đâu có chặt lắm. Không chặt là được, ngài cởi áo ra đi, cúc đều được cởi hết rồi. Đào Hoa gật đầu. Căn phòng yên tĩnh một lúc, Thẩm Tại Dã nheo mắt nhìn nàng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đào Hoa cười ngây ngô mấy tiếng rồi giả vờ đi gọi người lấy nước tắm rửa. Gian phòng này lớn như vậy, tối nay hai người ngủ chung một giường, nàng có thể trốn đi đâu? Thẩm Tại dã cười nhạo ngồi ở bên giường, sau khi tắm xong, tự động lên nằm ở mép giường. Trực giác nhạy bén mách bảo Đào Hoa rằng đêm nay có thể sẽ không ngủ ngon. Đầu tiên thẩm tại giã ngủ ở cạnh giường là đã khiến nàng lên giường rất khó khăn rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 29 Thanh Đài, hình như cũng có lý. Rửa mặt xong, đứng dậy trang điểm, trong lòng đào hoa thật ra vẫn có chút nghi hoặc. Nữ nhân mới thị tầm ít nhiều sẽ để lại di chứng, nhưng nàng chẳng có gì ngoài chút dấu vết này. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? sự nghi hoặc này biến mất ngay khi nhìn thấy thẩm tại giã. Đối mặt với khuôn mặt tràn đầy ác ý của y, Khương Đào Hoa cười chuột dạ, thầm nghĩ cũng không cần hỏi nữa, chắc chắn nàng đã ôm bừa người ta lúc đang ngủ, đắc tội người ta nhưng lại không hầu hạ cho tốt, nên bây giờ đến tìm nàng tính sổ đây mà. Sắc mặt của da không được tốt, nàng cười hì hì, uống chút trà long tỉnh đi, vừa mới pha. Ta muốn uống khổ kiều thẩm tại giã cười giả tạo nhìn nàng đào hoa nhanh chóng căn dặn thanh đài pha trà không cần nàng tự pha đi sống lưng lạnh buốt đào hoa cảnh giác nhìn y ra thiếp thân vẫn đang bị thương bị thương thì ghê gớm lắm sao thẩm tại giã cười lạnh chưa chết thì pha trà đi vâng đào hoa quả quyết đáp lời cầm ấm trà xoay người đi ra ngoài Căn phòng đầy lửa, thật đáng sợ. Nàng chẳng qua chỉ không hầu hạ có một lần thôi mà, đến mức vậy sao? Theo lý mà nói thì thẩm thừa tướng cũng không nên là người trọng sắc như vậy, nếu không thì tại sao ngay từ đầu còn muốn giết nàng? Đang suy nghĩ thì trước mặt đã là một căn bếp nhỏ, nha hoàn đứng ở cửa mỉm cười cầm lấy ấm trà trong tay nàng. "Chủ tử nghỉ ngơi đi, nô tỳ pha xong sẽ đưa người." "Được." trong lúc đang suy nghĩ đào hoa cũng không để ý nhiều, chỉ đứng ở cửa đợi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 30 Mười chén cho ngài uống chết luôn. Đào hoa tức giận ngước mắt lên, rất muốn tố cáo hành vi này là hoàn toàn vô nhân đạo. Kết quả là Khương Đào Hoa vừa gặp phải ánh mắt của người ta liền lập tức nhượng bộ, ngoan ngoãn vút tóc, ngồi vào bàn đợi bộ ấm trà. Thẩm tại dã hôm nay có vẻ rất rảnh rỗi, hoàn toàn không có việc gì để làm, nên chỉ ở một bên nhìn nàng pha trà. Ra không bận à, đào hoa vừa rót nước vừa hỏi y một câu. Khẽ lắc đầu, thẩm tại giã nói, hôm nay ta được nghỉ. Lại nghỉ, khương đào hoa sừng sốt, thừa tướng đại ngụy các người dễ làm vậy sao? Người đứng đầu tam công, trách nhiệm nặng nề, công việc bận rộn, vậy mà cứ mười mấy ngày y lại được nghỉ phép. Nàng đã gà đến đại ngụy rồi. Thẩm Tại Dã liếc nàng, hờ hững nói, "Bây giờ chính là người đại ngụy, còn nói đại ngụy các người." Thiếp thân biết lỗi, đào hoa cúi đầu, nhưng biết sai mà không định sửa, nàng lại không ở mãi nơi này, cuối cùng cũng không phải là người của đại ngụy. Nhưng nhìn bộ dáng của Thẩm Tại Dã, dù là đang nghỉ nhưng thần sắc cũng không hề thoải mái, như đang lo lắng chuyện gì. Vị trí thừa tướng chắc hẳn cũng không dễ ngồi, nói không chừng sẽ còn có ngày hộc máu vì mệt. Vừa nghĩ tới đây, ngẩng đầu liền phát hiện thần sắc của Thẩm tại Dã rất kỳ quái, sắc mặt hơi tái. "Dã?" Đào Hoa giật mình, rụt vai lại, thiếp thân đang pha trà theo lời dặn của ngài, ngài có cần phải giận đến xanh mặt như vậy không? Hít một hơi thật sâu, Thẩm tại Dã không nói nên lời, trầm ngâm một lúc nghiêng người phun ra một ngụ máu đen trên mặt đất. Mọi người trong phòng đều cả kinh, Trạm Lư vội vàng bước lên đỡ y, "Chủ tử." Đào Hoa ngơ ngác, nhìn y hồi lâu, nhỏ giọng, "Học máu thật sao?" Trạm Lư tai thính, ngẩng đầu trừng mắt với nàng, "Người đã cho gì vào trà thế?" Đào Hoa lắc đầu, vô tội nhún vai, "Ta đâu có cho gì." "Người không cho gì, làm sao biết ra sẽ học máu?" Chạm lư cao mày, đứng dậy hét lớn ra bên ngoài, người đâu? Tranh xuân các yên tĩnh đột nhiên có rất nhiều hộ vệ ập vào, có người dìu thẩm tại giã rời đi, có người áp giải cả thanh đài và khương đào hoa, có người trực tiếp đi lấy chén trà thẩm tại giã vừa uống, chia nhau ra làm, trật tự lớp lang. Thanh đài sợ đến mức mặt tái nhợt, vội kéo áo đào hoa, chủ tử, chuyện này là sao? Đào hoa cau mày, để mặc những người này áp giải mình, sau đó tự suy nghĩ. Thẩm tại giã chỉ uống chén trà đầu tiên, mà chén trà đó không phải do nàng pha, là do nha hoàn trong bếp pha. Các ngươi chia người ra, đến tranh xuân các áp giải tất cả nha hoàn khác đến lâm vũ viện. Nghe thấy mệnh lệnh, đám hộ vệ vô thức đáp lời, vâng. Kết quả, đáp xong mới phát hiện, tướng gia không có ở đây, vậy là ai ra lệnh? Chạm lư cao mày liếc nhìn Khương Thị, vẫn vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi bắt người, rồi đi theo đến Lâm Vũ Viện. Uống trà ở tranh xuân các mà lại có thể hộc máu. Đại phu vừa đến Lâm Vũ Viện, chuyện Khương Đào Hoa hạ độc ra cũng ngay lập tức lan truyền khắp tướng phủ. Mạnh Thị là người vui nhất, lập tức dẫn người qua đó. Tất nhiên là người của viện khác cũng không nhàn rỗi, lần lượt kéo tới, khiến Lâm Vũ Viện chật như nêm cối. Tính ra đây là lần đầu tiên đào hoa gặp mặt tất cả mọi người ở hậu viện. Tuy nàng đang quỳ ở phòng trong nhưng những người còn lại đều đứng ở phòng ngoài. Thẩm tại giã trên giường sắc mặt trắng bạch, quai hàm căng chặt, lông mày nhíu lại, cả người trông rất khó chịu. Đại phu bắt mạch thần sắc cũng rất nghiêm túc, một lúc lâu sau mới nói. Tướng ra mạch đập rất kỳ lạ, chắc là bị trúng độc tổn thương nội tạng nên mới thổ huyết. Cụ thể là độc gì, vẫn phải để lão phu nghiên cứu kỹ hơn, trước tiên uống một viên đan giải độc, sau đó điều dưỡng nội tức là được. Đúng là bị trúng độc thật. Mai chiếu tuyết ngồi ở bên giường, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt sắc bén rơi xuống đầu đào hoa, giống như một lưỡi dao, rốt cuộc ngươi đã cho ra uống gì. Đào hoa thật sự vô tội, nhỏ giọng nói, ra nói muốn uống trà, thiếp thân liền sai người dưới bếp pha trà. Nói dối. Chạm lư trầm giọng, nô tài vẫn luôn đứng cạnh chủ tử, rõ ràng nghe thấy chủ tử bảo nương tử đích thân pha trà, nương tử pha trà xong quay lại, cũng nói là đích thân mình pha, sao lại biến thành người của phòng bếp pha rồi. Đào hoa thở dài, cảm thấy chuyện này thật sự không thể nói rõ ràng, chỉ có thể cố gắng thành thật nhất có thể, ta đang bị thương, chỉ có thể sai nha hoàn làm giúp, thậm chí còn không vào cửa bếp. Mai thị cau mày, nha hoàn nào pha, Ngươi có thể tìm ra được không? Được. Khương Đào Hoa gật đầu. Xin phu nhân hãy để thiếp thân đi gặp các nhà hoàn trong tranh xuân các của mình trước. Được. Mai Thị đứng dậy. Ta đi gặp cùng ngươi. Tần nương tử bên cạnh nghe xong trợn mắt. Ra đã như vậy rồi mà phu nhân còn nói đi cùng nàng ta. Là áp giải nàng ta mới đúng. Trong viện này chúng ta quậy thế nào cũng không sao. Nhưng người làm hại ra Tỷ còn muốn giữ thể diện cho nàng ta hay sao?" Mai Chiếu Tuyết nhìn nàng ta, chân tướng còn chưa rõ, muội cũng không thể lập tức định tội người ta được. Mạnh Thị cầm khăn tay vừa khóc vừa nghẹn ngào, "Không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Gia của chúng ta là người thận trọng như vậy, cũng chỉ có gần đây bị Khương Thị mê hoặc đến thất thường, thường xuyên ở lại viện của nàng ta không phòng bị. Bây giờ xảy ra chuyện, Khương nương tử còn có thể thoát tội được sao?" Đào hoa bất đắc dĩ, nếu trong nhà nương tử có người chết thì nhất định là do nương tử giết. Đây là logic gì vậy? Vu Khống không căn cứ đâu có được, mạnh nương tử khẳng định là ta muốn hại ra, vậy thì nói xem ta có lý do gì để làm như vậy. Đàn bà coi chồng là trời, ta rảnh rỗi đi chọc thùng ông trời trên đầu mình thì có ích lợi gì? Mạnh chăn chăn đơ người, há miệng muốn phản bác, nhưng sau đó nghĩ lại, Khương Đào Hoa thật sự không có lý do gì để hại tướng gia, trừ khi bị ngu mới gây khó dễ cho tính mạng của mình. Tuy nhiên, dù hiểu được điều này, nhưng còn nhớ thù cũ, nàng ta cũng sẽ không nói giúp cho Khương thị, thà chọn im lặng. Được rồi, muốn biết chân tướng thì phải điều tra, các người ở đây cãi vã, còn ảnh hưởng việc ra nghỉ ngơi. Mai thị phất tay, ra ngoài cả đi, Khương thị theo ta đến hậu viện xét hỏi những người còn lại nên làm gì thì làm tần nương tử liệt kê danh sách mấy ngày tới người trong phủ sẽ thay phiên nhau cho ra uống thuốc vâng tần giải ngữ gật đầu đồng ý tươi cười nhìn mạnh thị nàng ta sắp xếp thì cứ làm theo tâm ý của nàng ta mạnh thị cau mày muốn tranh luận nhưng lại nghĩ đến thẩm tại giã ở trên giường đành phải kìm nén sự bất mãn cúi đầu lui ra ngoài đào hoa đứng dậy xoa xoa đầu gối rồi đi theo Mai Thị đến hậu viện. Trong tranh xuân các ngoài thanh đài thì chỉ có tổng cộng ba nha hoàn. Khương Đào Hoa dùng người cẩn thận, ba nha hoàn này bình thường đều ở hậu viện và trong bếp, chưa bao giờ vào phòng chính, nên không có nhiều cơ hội gặp họ, cũng không biết mặt. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Đào Hoa liền biết ngay, nha hoàn kia không có ở đây. Mai Chiếu Tuyết có chút kinh ngạc, muội luôn ở trong phòng dưỡng thương mà cũng có thể nhớ rõ nha hoàn trong viện như vậy thiếp thân không biết bọn họ đào hoa lắc đầu nhưng thiếp thân đã gặp nha hoàn pha trà giúp chiều cao ngang lông mày của thiếp thân vai dài và gầy trên ngón trỏ bàn tay phải có một vết sẹo nhỏ lâu năm mà mấy nha hoàn này thân hình đều không đúng muội có nhớ dung mạo của nha hoàn đó không mai thị hỏi đào hoa lắc đầu mím môi nói dung mạo của một người có thể ngụy trang ghi nhớ không có tác dụng gì nhưng đặc điểm hình thể không dễ ngụy trang nên dễ tìm hơn phu nhân nhân lúc này nha hoàn đó vẫn đang ôm tâm lý gặp may còn ở trong tướng phủ người hãy lập tức hạ lệnh không cho bất cứ ai ra vào tướng phủ mai chiếu tuyết bị sốc liếc nhìn khương thị hai cái quay người ra lệnh như khương nương tử đã nói hãy dẫn tất cả nha hoàn trong phủ tới đây không ai được phép rời phủ vâng người hầu đáp lời vội vàng đi làm biểu cảm trên mặt mai chiếu tuyết cuối cùng cũng không còn nghiêm túc nữa nhìn đào hoa nói trí nhớ của nương tử tốt thật đào hoa mỉm cười trí nhớ đôi khi thật sự có thể cứu mạng điều nàng không nói là nàng còn có bản lĩnh xem qua là nhớ chỉ là trước đây chưa phát hiện ra có tác dụng gì tuy nhiên sau khi đến nước ngụy nó đã nhiều lần giúp nàng nhặt lại mạng sống công lao rất lớn mai chiếu tuyết mím môi thản nhiên thấp giọng nói ta tin không phải muội muốn hại da đa tạ phu nhân nhưng da đã bị thương kiểu gì muội cũng sẽ bị phạt cho dù cuối cùng không phải muội hạ độc ánh mắt nàng ta dịu dàng nếu như phạt muội muội cũng đừng oán hận ta làm phu nhân luôn phải phân xử công bằng đào hoa khẽ mỉm cười im lặng không nói gì người tốt người xấu đều để một mình mai chiếu tuyết làm nàng còn có thể nói gì nữa. Đa tạ nàng ta đã cảnh báo trước để nàng chuẩn bị tâm lý đón nhận hình phạt. Vẫn là im lặng mới phát tài. Trong phủ có hơn 50 nha hoàn lớn nhỏ cùng nhau đứng ngoài sân, khiến Khương Đào Hoa giật mình. Tướng phủ giàu thật. Đã kiểm tra danh sách, người đều có mặt ở đây. Quản gia khom người chào Mai Chiếu Tuyết nói, phu nhân cứ việc tra hỏi. Mai Thị gật đầu, vừa định bảo đào hoa đi xem thì chợt nghe thấy một tiếng hét lớn. Chính là nó. chương 31 Thanh đài nghe vậy, đưa tay kéo tay phải của nha hoàn đó ra. Mai chiếu tuyết cúi đầu nhìn, trên ngón trỏ quả thực có một vết sẹo cũ. Người thật to gan. Mai thị lập tức quát lên, phất tay nói, người đâu, giải nó đi cho ta. Vâng, hộ vệ bên cạnh bước tới, ấn tiểu nha hoàn xuống đất. Tiểu nha hoàn sợ hãi đến mức nức nở, phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, chuyện thật sự không liên quan đến nô tỳ. Làm theo mệnh lệnh. Mai thị và Đào Hoa nhìn nhau, trong lòng cũng đã trở nên rõ ràng. Ngoài Mạnh Chăn Chăn, người của Nguyễn Ngọc Các còn nhận lệnh từ ai nữa? Mạnh thị còn đang giằng co với Tần Giải Ngữ ở bên ngoài Lâm Vũ viện. Tần thị vênh váo hung hăng, Mạnh thị trông thì có vẻ yếu đuối nhưng lại không chịu nhượng bộ. Gần đây ra rất sủng ái ta, bây giờ xảy ra chuyện, chắc chắn cũng muốn nhìn thấy ta ở bên cạnh chăm sóc. Nếu muốn lợi dụng việc công để trả thù riêng và gạt bỏ tên ta thì đợi ra tình lại, ta sẽ nói chuyện. ngẩng đầu lên trợn mắt, tần giải ngữ cười khẩy, làm như không ai biết tìm ra nói chuyện vậy. Ngươi dùng thủ đoạn để giữ ra ở trong viện của ngươi hơn 10 ngày, khiến các tỷ muội trong viện khổ sở vì ngày ngày không thể gặp được ra, chỉ một mình ngươi vui vẻ. Bây giờ ra đã nằm ở đây rồi, ngươi còn muốn bá chiếm. Thật là trơ chẽn. Chính ra đã nói rồi, từ nay trở đi trong phủ sẽ không còn quy củ nữa mà làm theo sở thích của ngài ấy. Vậy ngài ấy yêu thương ta hơn sao lại trở thành lỗi của ta được? Mạnh thị mím môi, tần nương tử không thể tự mình hái nho nên trách người ta cao hơn mình chẳng phải quá nực cười sao? Nói hay lắm, người không đủ cao không hái nho được thì cũng đừng trách người khác. Tần thị mỉm cười tinh tế, hô tờ danh sách trống trong tay, giờ thì. Ta cao hơn ngươi rồi. Chuyện mà ngay cả bản thân mạnh nương tử cũng thấy nực cười thì đừng có làm chứ. Ngươi, cãi nhau không ngớt, nhìn thật là đặc sắc. Tuy nhiên, lúc này Mai Phu Nhân không có tâm trạng nghe họ cãi vã, dẫn người ra ngoài nói. Giải mạnh thị vào tĩnh dạ đường, đợi ra tỉnh lại rồi thẩm vấn. Mạnh chăn chăn sừng sốt, trừng mắt nhìn Mai Thị, sao lại thẩm vấn ta? Liên quan gì đến ta? Mai chiếu tuyết phất tay, tiểu nha hoàn đó bị trói và đẩy đến trước mặt Mạnh Thị. Lục Minh, nhìn rõ mặt nha hoàn đó, Mạnh Thị rất bất ngờ, sao phu nhân lại trói nó? Đây là nha hoàn làm việc vặt trong viện của ta nếu là người trong viện của ngươi, vậy thì đúng rồi. Mai Chiếu Tuyết nói, người hạ độc ra chính là nó, đã thẩm vấn rồi, nói là phụ mệnh hành sự. Mạnh thị ngơ ngác, cầm khăn tay nhìn nha hoàn dưới đất, một lúc sau mới hoàn hồn nói, không thể nào. Chuyện này không liên quan đến ta. Hộ vệ bên cạnh chỉ nghe lời phu nhân, lập tức tiến lên giải nàng ta đến tĩnh dạ đường. Mạnh thị liên tục quay đầu lại, Lúc đầu ánh mắt còn có chút ngỡ ngàng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Giải Ngữ lại tràn đầy hận ý. Chuyện này không phải nàng ta làm, nàng ta không ngốc đến thế, nhất định có người đứng sau giở trò. Mà trong viện này chắc chắn chỉ có một mình Tần Giải Ngữ mới tìm đủ mọi cách hại nàng ta như vậy. Khương Đào Hoa núp ở phía sau nhìn, Mạnh Thị nhã nhặn, cũng không hề la hét, chỉ là có vẻ rất không cam lòng tần nương tử bên cạnh ngược lại rất đắc ý trong mắt tràn đầy ý cười chỉ là không cười thật mà thôi còn giả vờ che miệng nói thật quá đáng sợ hóa ra là nàng ta uổng công gần đây ra sủng nàng ta như vậy mai phu nhân khẽ cau mày nhìn đào hoa rồi lại nhìn mạnh thị bị đưa đi nói thật ta cũng không hiểu nếu khương thị không có lý do gì để hại ra thì mạnh thị lại có lý do gì phải làm như vậy quá dễ hiểu mà Tần Giải Ngữ cười nói, "Phu nhân quá ngây thơ rồi, nghĩ lại toàn bộ sự việc, nếu không phải phu nhân thông minh tìm được kẻ hạ độc thật sự, có phải sẽ trách tội Khương nương tử không?" Mà trước đó Mạnh thị có khúc mắc với Khương nương tử, sau đó được sủng ái liên tục nửa tháng lại bị Khương nương tử cắt ngang, làm chuyện như vậy để hại Khương thị cũng không phải là không thể. Phân tích cũng rất có lý, Đào Hoa cúi đầu suy nghĩ, quả thật cũng hợp lý. Mạnh Thị vốn là người nhỏ mọn, lần trước một bức tranh cũng có thể kéo ra đến tìm nàng tính sổ, lần này tạo ra tội danh lớn như vậy đổ lên đầu nàng cũng không khiến người ta bất ngờ. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Mạnh Chăn Chăn thật sự lên kế hoạch như vậy, lúc nãy nhìn thấy Lục Minh bị trói, sao lại mù tịt thừa nhận đây là người trong viện của mình? Trên mặt không có một tia hoảng sợ hoặc là kỹ năng diễn xuất của nàng ta quá xuất quỷ nhập thần, đã đến mức có thể lừa được một người dày dạn kinh nghiệm diễn xuất như nàng. Hoặc, mạnh chăn chăn đã bị lừa. Dựa vào kinh nghiệm diễn xuất lừa gạt phong phú của mình, Khương Đào Hoa tạm thời nghiêng về khả năng thứ hai. Nghĩ xong, nàng vẫn quay người đi vào phòng thăm thẩm tại giã. Thẩm tại giã lúc này có lẽ là lúc ôn hòa nhất, yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, mắt đang nhắm, sẽ không đột ngột tính kế người khác, cũng sẽ không đen mặt dọa người. Đào Hoa nhìn kỹ, phát hiện người thật ra còn khá trẻ, cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú, đáng tiếc khí chất quá mạnh, luôn khiến người ta tưởng rằng y đã bốn năm tuổi. Một người còn trẻ như vậy, sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Chủ tử cần tĩnh dưỡng. Chạm lư đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn nàng nói một câu đào hoa quay đầu lại liếc hắn một cái nếu ngươi không mở miệng nói chuyện thì căn phòng này sẽ luôn yên tĩnh chạm lư cúi đầu suy nghĩ lời này của khương nương tử thật ra cũng có lý hắn muốn mở miệng đuổi người nữa nhưng lại không dám nói gì đánh giá thẩm tại dã một hồi đào hoa đưa tay sờ mạch của y tuy nàng không biết y thuật nhưng vẫn có thể phân biệt được mạch đập nhịp đập yếu ớt và chậm rãi phát ra từ đầu ngón tay nàng. Khương Đào Hoa nhớn mày, thầm nghĩ có lẽ nàng đã nghĩ quá xấu về người này, tưởng đâu y sẽ cố tình chỉnh mạnh thị, không ngờ lại bị trúng độc thật. Vậy, lẽ nào đúng là mạnh thị đang dở trò? Cúi đầu suy nghĩ một lát, Đào Hoa mím môi, đang định đứng dậy rời đi, ngước mắt lên lại liền gặp phải đôi mắt đang hé mở của thầm tại giã. Giá, nàng giật mình, vội hỏi, ngài cảm thấy sao rồi? Thật lâu sau, ánh mắt của thẩm tại giã mới có tiêu cự, yếu ớt nói, nữ nhân này, thật tàn nhẫn. Khóe miệng Khương Đào Hoa giật giật, vốn còn có chút lo lắng cho y, vừa nghe thấy giọng điệu gợi đòn này thì lập tức ngồi thẳng dậy cách xa y ra, nở nụ cười giả tạo, phu nhân đã thẩm vấn ra rồi, người hạ độc ra là lục minh của Nguyễn Ngọc Các. Gia tỉnh lại liền mở miệng mắng người như thế, thiếp thân rất tổn thương. Lục Minh, thẩm tại giã sừng sốt, quay đầu nhìn chạm lư, ta đã ngủ bao lâu? Chạm lư thấp giọng đáp, nửa canh giờ. Mới nửa canh giờ mà họ đã tìm được người hạ độc rồi. Có chút không dám tin, thẩm tại giã dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Khương Đào Hoa, thẩm vấn ra được bằng cách nào? Thiếp thân phải nhận lỗi trước. Đào Hoa ngoan ngoãn nói, hôm nay thiếp thân đã nói dối ra, chén trà đầu tiên ngài uống là do lục minh của những Ngọc Các pha, chứ không phải thiếp thân pha. Thiếp thân vừa đến phòng bếp, nó liền chủ động đề nghị giúp thiếp thân pha trà nên thiếp thân liền thuận nước đẩy thuyền, bưng trà nó pha lên cho ra. Thẩm tại giã khẽ cau mày, sao nha hoàn của những ngọc các lại ở trong phòng bếp của tranh xuân các nàng? Chuyện đó thì phải hỏi mạnh thị và lục minh. Thiếp thân luôn dưỡng thương ở phòng chính, thậm chí còn không hay ra khỏi cửa trong đầu đột nhiên lóe lên một thứ gì đó, đào hoa dừng lại, nhìn thẳng vào mắt thẩm tại dã hỏi một câu, ra biết lục minh không? Không biết, thẩm tại giã hờ hững nói, ở Nguyễn Ngọc Các cũng chưa từng nghe qua, chắc là một nha hoàn làm việc vặt. Đúng vậy, là nha hoàn làm việc vặt. Đào hoa gật đầu, trong mắt đột nhiên tràn đầy thăm dò, nhưng một nha hoàn làm việc vặt như nó lại biết ra thích uống long tỉnh nhất, Chẳng cần hỏi gì mà chọn luôn trà Long Tỉnh cho ra. Thẩm Tại giã ngước mắt lên, không vui nhìn nàng, "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, việc ta thích uống Long Tỉnh cũng không phải là bí mật, mọi người trong viện đều biết, nó biết cũng không có gì lạ." Đúng vậy, Đào Hoa gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Mạnh Thị đã bị phu nhân đưa đến tĩnh dạ đường rồi, ra muốn thẩm vấn bây giờ luôn hay là nghỉ ngơi thêm một lát cho có sức rồi mới thẩm vấn?" "Để lát nữa đi." thầm tại dã mệt mỏi nhắm mắt lại ta hơi đau đầu nàng bảo những người khác về hết đi sau đó ở lại xoa bóp cho ta khương đào hoa cười ha ha hai tiếng thiếp thân vẫn đang bị thương đấy ra à nàng và ta bây giờ đều không phải là người hoàn hảo nên chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn giọng y trầm xuống hai độ lạnh lùng nhìn nàng bảo nàng ở lại thì cứ ở lại sao lần nào cũng phải nói những lời không thể thay đổi kết quả thế thiếp thân hiểu rồi đào hoa cúi đầu vô cùng quả quyết hành lễ sau đó đứng dậy đi ra ngoài truyền lời đang lúc nước sôi lửa bỏng hậu viện đã loạn hết cả lên mà y còn giữ nàng lại viện mình không phải kiếm chuyện với nàng thì là gì đào hoa hận đến ngứa răng nhưng lại không làm gì được người này chỉ có thể bấm bụng truyền đạt ý của y xuống dưới mai phu nhân đứng ở cửa ánh mắt rơi trên đầu nàng hồi lâu rồi mới gật đầu quay người rời đi Tần thị ở bên cạnh bước đi chẳng mấy vui vẻ, nhìn nàng cười hỏi, "Theo ý của gia, có phải viết tên của một mình nương tử vào danh sách cho uống thuốc là đủ rồi?" Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.